Rồi, xin chào các bạn nha. Ngày hôm trước đi tháo ao nhà anh Vinh có được mấy con cá này. Đây mình sẽ nấu lẩu mắm. Không xả ra chứ. Nó mình cử cho nó thơm. Nó nhỏ. Mình xắt cá ra. Hai con cá này chắc ăn dư quá. Không hết đâu. Đây là con bẩn sắc con cá. Này các bạn thấy con cá cha thấy không? Cá cha nó khác cá hú, là con cá cha cái mỡ nó màu vàng. Còn cá hú cái mỡ nó màu trắng. Đây nè. Bạn coi. Này hai hứa khác nhau. Thấy không? Đây là con cá hú, đây là con cá cha. Đây. Liệu bên đây thì có tôm. Tôm nè, mực. Mình đang cái này là mình đang trụng mắm nha các bạn. Mình đang nấu mắm cho nó chảy ra hết. Một lát mình lược lại, mình bỏ xương, bỏ cái xác đi, mình lấy cái nước thôi. Mình nêm gia vị vô. Rồi này mình vớt cà tím nha các bạn. Cà tím này mình một lát mình sẽ làm một lấy một nửa. Mình bỏ vô cái nồi lẩu. Còn một nửa mình để ngoài, mình ăn tới đâu mình trụng tới đó. Nhiều da hấp dẫn quá. Tiếc quá mình không biết ăn cho đắng. Thơm quá. Người nào biết ăn mắm mình nghe mùi mình thấy dễ chịu. Còn người nào không biết ăn mắm nghe mùi người ta nói mắm chú quá. Bỏ mấy thịt mỡ vô cho nó thơm. Là còn một nửa thôi nha các bạn. Lát mình thèm cho một nửa, còn một nửa thì lát mình đổ nước vô cho mình cho nó sống nó không thơm.
bạn nào cá thì bạn nào muốn thích thử thì thử cá ha. Còn mình thì mình thích ăn cá nó tươi gì mình bỏ vô luôn, không có khỏi còn thử. Cho mắm vô. Để cho cá vô, cho hết cá vô luôn. Cho tôm vô luôn. Một nằm nữa là em bỏ vô. Để bỏ vô sớm nó tèo mực không ngon. Bột ngọt vô. Xíu ngọt thôi. Cho nó nhiều quá cái mắm lại. Chứ mình không thích ăn bột ngọt. Cái này hạt nêm mà. Đường. Xíu đường vô. Rồi, đường mình đem sao mà lát cho nó món cho nó dịu thôi nha các bạn, đừng có để ngọt quá. Sa tế vô. Càng nhiều càng tốt. Sa tế không có cay, cho mà nổi đẹp. Vớt bọc chưa? Bọc này là mấy cái máu dơ của cá các bạn. Vớt ra bỏ. Rồi, ok. Này, nước nha, nước xong rồi ha. Chầm cho mực vô. Chầm mực vô. Đó. Trời ơi, hấp dẫn quá. Xả, hành lá. Cái này có hẹ nữa nha các bạn, có hẹ nữa nó mới ngon. Đúng chất mà bún mắm là hẹ. Tại chiều mẹ đi kiếm mẹ không có thấy hẹ. Nên mình xài hành lá cũng ngon lắm. Rồi giờ đợi nó sôi cái nữa. Mình đã tím vô luôn. Cả tím thì cho vô nữa thì còn nữa ở ngoài. Không lẽ mình ăn cái đâu mình dụng cái đó. Rồi, để nắp lại. Trời ơi thơm quá, ngát ngát luôn. Rồi giờ mình vớt cá ra. Bữa nay mình quay buổi tối nên là chất lượng hình ảnh nó không được tốt nha các bạn. Có gì các bạn thông cảm nha. Nay quay trong nhà, mình nấu trong nhà nên là nó không có sáng không được tốt, với là buổi tối nữa. Giờ tối rồi. Sáng về đi làm. Giờ mới về nấu ăn.
Thơm quá. Cá này mình vớt ra các bạn. Mình để trong đây lấy mình bỏ rau á, nó nát hết. Mình vớt ra khi nào mình muốn ăn cái thứ nào thì mình bỏ cái đó vô, mình trộn cho nó ống lại cái mình. Cái cha này nuôi tự nhiên cho nước da vô, thịt nó săn cứng ngắc luôn. Wow. Thơm. Trời ơi, sấy môi rồi. Còn đó. Rồi hết đó. Rồi, sớt cho nồi nhỏ mình lên cho mình. Bây giờ mình làm nước chấm. Hôm nay hả? Trước là chị ăn việc nha. Chờ chị đuối không? Bệnh từ cháu nè. Chị bị chén cái này bò hả? Chị Chị lên. Ăn đi, ăn đi, gắp cá ăn đi hôm nay. Không. Lấy tôm chân tôi ra. Chiều cái con mở thiếu một cái mà. Bắp tôi vi á. Thiếu vịt quay. Thiếu thịt quay. Quay. Sáng cái da chậu sưng đâu. Nói tôm với mực được rồi. Biết lâu cũng mở lâu. Còn không có gì cũng nói thì nhiều quá đó cũng vui lắm. Tôm với mực đi. Đúng không? Đó. Rồi mời các bạn nha, mời cả nhà. Mình cùng thưởng thức lẩu mắm. Đúng cài nha, nhà xanh á. Thiếu người cá gì mình nữa. Ủa cái mang đi, không mang đi. Ăn đi lắm. Ăn ăn đó đi. Bây giờ đói bụng đúng không? Trời ơi, trời ơi. Ăn đi. Được quá. Được rồi, thấy dở không? Đừng chê nha. Ăn đi không? Rơi ta. Nước ngọt. Cá gì nữa ngọt. Chúng ta ăn đi. Quảng. Cá mực tôm đúng không? Kìa, nó mới đầu rồi. 6, 6, 12. Qua đâu đây? 4, 7, 8, 9, 10. Xin kết thúc clip đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Rồi, xin chào, tiện hẹn gặp lại. Xin chào. Hôm nay này.